Compositing is an area that is very demanding because all the projects need somebody doing compositing tasks. So in the TV shows, in the cinema, it's very important to have artists that can be able to delete elements, to integrate 3D elements or many other kind of sources, many other kind of image from different sources. So that's why it's very important to let the students to understand what is possible to do in compositing. So the masterclass, the most important was to teach about the composition, the integration of the image. So the main goal of the class, of the masterclass, is just to introduce the students about the very high quality techniques like rotoscoping, the color grading, the tracking, and just to explain how to put some magic in the footage, in the movies or in the videos. Đây là lần thứ 3 masterclass dành cho chuyên ngành thiết kế của các thầy cô đến từ Học viện Rubika. Và lần này là một trong những lần mà anh cảm thấy hài lòng nhất. So when you do a normal class, you have enough time to practice, to explain things, to redo many different aspects of the techniques. But when you are in a masterclass, it's important you don't have enough time to explain many things. So you need to be very, very clear with the techniques, with the topics. I prefer to teach practicing things, not doing too much theory. That's why masterclasses is very nice. Thì cái sự khác nhau giữa masterclass nằm ở chỗ là các bạn học viên học ở VTC, các bạn có kiến thức, các bạn có kỹ năng cũng như các bạn có thể làm được những cái sản phẩm là anh đánh giá rằng là khoảng 80% trở lên là các doanh nghiệp người ta rất ok và tuyển dụng. Tuy nhiên cái masterclass này là những chuyên gia hàng đầu của thế giới đến từ Rubika, họ đưa đến những cái kỹ năng có thể nói rằng là tuyệt chiêu trong mỗi cái kỹ xảo hay mọi cái ứng dụng để đưa vô trong cái sản phẩm nó trở nên là tốt hơn. Mà đây là chỉ có những bậc thầy mà họ đã làm nhiều năm cũng như họ có cái điều kiện để tiếp cận trong cái môi trường thực tế. Ví dụ như đợt này thì thầy Quang là thầy là một trong những chuyên gia tham gia những cái bối cảnh, những cái dự án của Hollywood, cho nên thầy truyền cho tất cả các học viên của mình những cái bí mật, những cái tuyệt chiêu để làm cho nhân vật nó trở nên mood hơn, tốt hơn và độc đáo hơn. There are many opportunities for everyone in the industry, not only here in Vietnam, it's as well in Europe, in Canada, in North America. So that's why for me it's very important to teach, to explain the topics about the compositing, because there are many opportunities, and if the students can practice too much or the enough time, they can become very nice compositors. My impression about the academy is, do you have many students with very good talent? The academy is very, very well. I guess it's so beautiful, the place in all the classrooms. It's very clean, it's very beautiful. Do you have all technology? I saw the projects that you have produced here and I like it too much. Các bạn đi đủ tất cả các buổi và thậm chí đi sớm hơn theo quy định và vô ngồi học cực kỳ nghiêm túc, không hề vắng bữa nào từ sáng tới chiều, và tất cả những cái buổi dạy của thầy là thầy cho bà làm bài và thực hành và các bạn cứ cuốn theo cái phần đó, và 100% bằng tiếng Anh, không hề có một cái người nào mà dịch hết. Vui, bổ ích. Em thấy ấn tượng nhất là về thầy Siêu Anh, thầy rất là thân thiện và giảng dạy rất là nhiệt tình. Mình có thể gói gọn 3 từ cho mỗi mùa, thì mùa 1 thì mình cảm thấy là rất là chill, mùa 2 rất thân thiện và mùa 3 đầy thử thách. Thầy truyền đẹp rất là hay, xúc tích với lại cái nội dung học thì cũng đa dạng, thay đổi liên tục. Thì mình thấy là mấy thầy giảng dạy rất là tốt, thì mình thấy rất là hay, rất là gọi là nó rất là thực tiễn, nó có tính thực tiễn cao. I guess the students was very, very, very fun, very funny. They would like to learn. They would like to improve his knowledge. They want all the time to understand how to do it, how to follow me, how to do many things. Khi mà anh hỏi là hôm nay em học như thế nào hay hôm nay con học như thế nào, cảm thấy như thế nào, thì cái điều đầu tiên là các bạn cứ đưa lên ok và good. Đó là điều nhất. Điều thứ hai nữa là hỏi con học được nhiều không hay là em học được nhiều không. Rất nhiều thầy ơi và rất thích
và các bạn rất là hào hứng tập trung vô làm. So my main advice about the compositing or about the 3D or about the visual effects is if you practice many times is very nice because you will have the talent, you will acquire the necessary talent to join this the industry, and we need compositors, we need people working and integrating image. So if the students can practice, for sure they will have many opportunities in the industry. Nhận được những cái ánh mắt của tất cả các học viên khi gặp thầy Hoàng là giống như các bạn vừa vui, vừa muốn khoe và vừa muốn cảm ơn. Và đó cũng chính là cái điều mà anh cũng rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành với trường để trải qua một cái những cái ngày học rất là bổ ích, rất là hiệu quả. Chắc chắn rằng đây là cũng niềm tự hào của VTC, cũng như là về cá nhân anh, cũng như là team ở VTC Lê Đại Hành. Và anh mong rằng tất cả các học viên trên toàn hệ thống sẽ được tiếp cận với nhiều cái môi trường đào tạo giống như vậy hơn, để các bạn có thể giỏi hơn, tốt hơn, để các bạn có thể phục vụ cho nghề nghiệp của mình cũng như là phục vụ cho công việc sau này khi các bạn đi làm.